Đêm ngày 2 tháng 6 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 165 thuộc Tổng Công ty Xăng Dầu Quân đội trên địa bàn thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Kẻ gian đã đột nhập vào trong công ty và lấy trộm một xe ô tô con, đồng thời đập vỡ kính của bốn xe khác nhằm trộm cắp tài sản trong xe. Tại hiện trường vụ trộm cắp tài sản, 4 xe ô tô đã bị kẻ gian đập vỡ kính và lục lọi trong xe tại lán để xe nằm sâu phía trong công ty. Sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Mỹ Hảo đã có mặt bảo vệ hiện trường vụ án và bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng điều tra vụ việc.